Con xin chào cô chú anh chị bà con ha. Hôm nay bên Tâm sẽ review một sản phẩm mới về là con Vios E, sản xuất năm 2018, đăng ký 2019, form mới rồi cô chú anh chị ạ. Form mới 2018, đăng ký 2019 là nó ra form mới rồi ha. Xe này là màu vàng cát bản E. Màu vàng cát là một cái màu rất là đẹp ha. Bản E 7 túi khí nha cô chú anh chị nha. 7 túi khí bản đủ, bản cao cấp á. Thì con xe này là gốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thân vỏ thì khỏi phải bàn ha, bao đẹp luôn nha, rất là đẹp. Sơn rin còn nhiều, có trầy một hai chỗ nhỏ nhỏ không đáng kể cô chú anh chị ạ. Trầy sơ cái cản trước nè, đó, trầy xíu cản trước. Vỏ lớp thì còn mới tinh, vỏ mới thay ha, vỏ mới thay 2021 luôn nha, mới thay 4 cái vỏ. Thân vỏ thì bao đẹp luôn, đèn đuốc là sáng trưng luôn, đèn sáng, ý muốn nói là cái đèn nó còn mới á cô chú anh chị ạ. 51G07860, màu vàng cát thì rất là đẹp ha, một trong những cái màu mà được khách hàng rất là tín nhiệm và chọn lựa mua sản phẩm màu vàng cát rất là nhiều, và lâu lâu Tâm mới mua được cái xe màu vàng cát. Thì hôm nay Tâm có xe này Tâm bán cho cô chú anh chị mình là 385 triệu nha. 385 triệu Vios E 2018, đăng ký và lăn bánh 2019, số sàn bản đủ, form mới ha, 7 túi khí an toàn nha, 7 túi khí an toàn, 4 thắng ABS, 7 túi khí an toàn, xe gốc thành phố. Nếu cô chú anh chị nào mà mua xe này mà ở thành phố thì sẽ không mất tiền biển ha. Chất xe thì thôi miễn bàn luôn. Và chất lượng xe đẹp, máy móc, gầm bệ, mọi thứ hầu như là tuyệt vời. Lên chạy là êm ái và như ý luôn cô chú anh chị nha. Vỏ lớp là mới tinh nè, vỏ rất là mới nè. Đó, vỏ mới luôn ha, gầm bệ nè, 7 màu luôn. 385 triệu cô chú anh chị bà con nhé. 385 triệu là sở hữu ngay con Vios E 2018, đăng ký và lăn bánh 2019. Xe rất là mới, bao mới luôn nha. Chất lượng xe thì thôi miễn bàn luôn cô chú anh chị bà con ạ. 385 nha, 385. Cô chú anh chị là bên Tâm sẽ hỗ trợ là rút hồ sơ gốc hoặc là hỗ trợ vận chuyển cho cô chú anh chị luôn nha. Xe này mua mới thì 500 mấy ha, hơn 500. Tâm bán giá này thì cô chú anh chị cũng rẻ được mấy chục triệu, 100 mấy chục triệu rồi nha. Trăm mấy chục triệu tương đương với 30% nữa ha. Cô chú anh chị mình thấy ha, con xe chuẩn chất lượng luôn á, chuẩn chất lượng luôn, nội thất nè, len ken luôn, táp lô táp bi nè, mới lắm. Đây, keo chỉ nè, thật sự khá là mới nha. Ba cần khởi động rồi, thắt bọc da hết rồi em nghe anh ơi. Rồi nộp giùm em cái, nộp giùm em cái. Em có gửi luôn rồi, hai thư, một cái ở 94 với một cái em gửi qua. Tí nữa em điện lại cho em, đang quay video, em có gửi cho anh rồi đó. Cổ phần luôn, cổ phần luôn. Anh vô nói cái nào của anh cho anh lấy hết là nó đưa chứ gì đâu. Anh quay lại anh lấy cái nữa đi. Sản xuất năm 2018, đăng ký và lăn bánh 2019, form mới, số sàn 7 túi khí nha cô chú anh chị nha, 7 túi khí. Xe rất là đẹp. Bản lề 7 màu luôn nè. Đây cô chú anh chị nè, bản lề 7 màu luôn ha, rất là mới. Táp lô táp bi, nội thất, ghế da, trần nỉ nguyên rin, bọc ni lông, chất xe thì miễn bàn. Keo chỉ nè, táp lô, keo chỉ nè cô chú anh chị bà con nè, bọng dè lông dè nè ha, keo chỉ nè, rất là xịn, rất là đẹp. Cái gầm 7 màu luôn, nội thất mới tinh nè, chưa có tháo một con ốc nào hết á. Cửa nẻo, cốp, capo, máy móc, gầm mới, thật sự rất là mới cô chú anh chị bà con nha. Gầm khá là mới nha, để ta mở cái cốp sau lên, dư vỏ rồi coi, coi như thế nào nha.
Đây keo chỉ nè, đó không keo chỉ nè, riêng hết nha cô chú anh chị nha, riêng hết. Có tí xíu chỗ này là bữa đóng cái cốp lại á, đóng cốp lại không biết nó có cắn đầu gì không, mà tí xíu chỗ này là sơn nhẹ chỗ này lại nha. Nhưng mà keo chỉ là vẫn riêng nguyên hết nè cô chú anh chị nè, keo chỉ riêng hết hết nè. Đó cái này là không có tính lỗi được nha. Đó. Đây ha, không tính lỗi được nha, cái này không tính lỗi nha, tại chỗ này là có sơn nhẹ lại chút xíu, theo tâm nghĩ là ngày xưa nó cắn đầu gì đây á, rồi đẩy xuống xương sậu là 100% nha, nguyên rin, nói tóm lại là bao rin cho cô chú chị mình đi chết hãng các kiểu ha. Chắc xe thì đẹp miễn bàn, cái xe cũ mà có một hai cái gì đó có thể gọi là nó khuyết nhẹ thì không thành vấn đề, đừng có đâm đụng tai nạn là được ha cô chú anh chị ha. Đồ nghề đồ vết đầy đủ, thùng bọng mới, bánh xe cua mới, vỏ lốp còn rin theo xe, odo chạy 58.000 tức là 5 vạn 8, Vios E 2018 đăng ký 2019, bản đủ 7 túi khí an toàn, 7 túi khí an toàn thắng ABS, màu vàng cát, xe rin lắm và chất lượng xe thì miễn bàn, xe này lên chạy là chịu liền, sơn rin còn khá là nhiều nha, sơn rin còn rất là nhiều. Một chiếc xe cũ mà cô chú anh chị đòi sơn rin tới mức tuyệt đối 100% là không thể có ha, mình cũng phải cho nó cho phép nó có bắn tút một hai cái gì đó à, nhưng mà đừng có tai nạn đâm đụng, đó là cái điều yên tâm rồi khi chọn lựa mua sản phẩm. À, tai nạn đâm đụng ngập nước là một điều tối kỵ, chúng ta không nên mua những sản phẩm đó nha. Và Tâm cũng vậy, những cái xe đó là Tâm không có chơi, bởi vì chơi cái xe đó nó sẽ bị ảnh hưởng về sau rất là nhiều. Nhưng mà những cái dòng mà xe lỗi đó mình bán lời nhiều lắm, nhưng mà sau này thì khi khách hàng mà phát hiện ra thì nó không còn cái giá trị của doanh nghiệp nữa à, cái uy tín và giá trị của doanh nghiệp nó sẽ bị tụt giảm. Nên Tâm muốn phát triển hơn thì Tâm phải chọn lựa những sản phẩm tốt để về phục vụ bà con nhà mình, chứ không phải là chọn những sản phẩm lỗi để về phục vụ kiếm lời nhiều là không có ha. Đây con xe này chuẩn lắm nè cô chú anh chị nè, bản lề 7 màu luôn à, ốc yết rồi là còn rin nguyên hết ha, chưa có tháo gỡ con nào hết. Nội thất thì bọc da rất là xịn, nội thất xịn lắm à, qua lăng cần số thì đẹp khỏi nói rồi ha, lăng cần số. Và Tâm cho cô chú anh chị mình coi hai cái góc qua lăng nha. Đó góc qua lăng nó cỡ này nè, ở đâu là 5 vạn 8, chưa có lên một cái thứ gì hết, vẫn còn nguyên vẹn từ lúc mua tới giờ ha. Màn hình màn hết là chưa có lên, màn hình thì nó cũng không có bao nhiêu tiền đâu cô chú anh chị bà con, màn hình thì chỉ có vài triệu thôi, 3 triệu cũng có, 4 5 6 là cao rồi đó, 6 triệu là cao nhất rồi đó. Màn hình Android cam hành trình trước sau luôn là 6 triệu đó, mọi thứ hầu như là rất là tuyệt vời. Nách bản lề rồi là ngon lắm, bản lề nè cô chú anh chị nè, nách nè. Keo chỉ nè, tầm bao luôn nha, bao luôn cho nhà mình luôn ha. Táp lô táp bi nè, vỏ dép nè, vỏ rất là xịn, vỏ còn rin theo xe luôn nha cô chú anh chị nha, vỏ còn rin theo xe, chất xe thì miễn bàn ha, vỏ còn vẫn rin theo xe, lòng dè bọng dè nè khá là mới nha, keo chỉ dè còn y nguyên hết ha, lòng dè bọng dè khá là mới, chất xe thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi nữa ha. Vios E 2018 đăng ký và lăn bánh 2019, số sàn bản đủ 7 túi khí an toàn, form mới rồi chứ không phải form cũ nha. 385 là bao rút hồ sơ gốc và bao vận chuyển cho cô chú anh chị nhà mình ở xa, còn nếu ở gần thì đến ngay salon ô tô Di Tâm em coi và mua, Tâm sẽ bớt chút lọc nữa, còn nếu mà vận chuyển thì 385 nhé, 385 bao hồ sơ, bao hồ sơ đó. Và vỏ dép thì còn khá là mới, vỏ này cũng có cái thay rồi và cũng có cái còn, hình như là thay hai cái vỏ trước rồi và hai cái vỏ sau là vẫn còn riêng nguyên, chạy êm ru và rù luôn nha cô chú anh chị nha. Đăng kiểm còn tới tháng 9 2022. Cái máy nó mới, máy mới tinh nè, máy khá là mới nha. Đây cô chú anh chị coi nha, capo là chưa ra ha, capo chưa ra là mình yên tâm rồi nha, keo chỉ là full hết. Yên tâm, xe này là capo cửa nẻo rồi là rin hết nha, chưa có tháo gỡ gì hết, xương sập rồi, xe đẹp lắm, chất xe nè, chất xe khá đẹp và mới, máy nổ thì thôi rồi luôn, im ru luôn,
sơn nè, sơn rin hết mà còn mới tinh nè cô chú anh chị nè, sơn rin mà còn mới tinh luôn. Nói tóm lại là xe nó chất lắm, xe mà chạy chưa thay lớp mà mới chạy có 5,8 à, tương đương với 58.000, thay hai lớp trước rồi còn hai lớp sau, máy rin và mới rất là mới nè. 385 là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ nha, nếu mà cô chú không rút hồ sơ thì bớt tiền xuống, và không vận chuyển thì bớt tiền xuống nữa đó, không vận chuyển không rút hồ sơ thì bớt xuống 5 triệu ký ủy quyền á, thì bớt 5 triệu. Còn nếu như mà ký mua bán rút hồ sơ vận chuyển thì 385, còn nếu cô chú anh chị mà ký ủy quyền mà lên tại salon lấy thì 380 đó. Tâm sẽ lùi tiền lại cho cô chú anh chị mình về từ từ hãy sang tên. Tại xe này chính chủ bên Tâm là chiếc nào mua là từ trong dân ra là ký ủy quyền hết, bởi vì mình ký xong mình lấy xe mình phải trả hết tiền chứ khách hàng đâu có cho mình nợ đâu, không, mình đi mua xe là đâu có được nợ ai ngàn nào đâu. Còn có đôi khi bán cho bà con là phải cho bà con nợ lại, là về vấn đề là hồ sơ rồi giấy tờ xong hết thì bên Tâm mới nhận đủ tiền đó. Nên ở bên bên bán như bọn bên Tâm á, là nó cũng nhiều cái nỗi lo lắm và nó rất là khó. Thứ nhất là, thứ hai nữa là phải bao về sản phẩm, bao về chất lượng và bao về giá thành, rồi bao quay đầu nữa đó. Còn như cô chú anh chị mà vô dân mua thì có đôi khi cũng mua được cái xe thật tốt và có đôi khi cũng mua được cái xe giá nó cũng hơi mềm á, nhưng mà bù lại á thì mình phải rành và mình phải cứng, chứ mình không rành không cứng là mình sẽ dễ bị mất tiền lắm. Mất tiền ở chỗ là về mặt pháp lý, giấy tờ nè, giấy thiệt giấy giả cô chú đâu có biết đâu mà coi, giấy giả cũng ra công chứng bình thường nha. Giấy giả là nếu như mua xe trả góp đi, mua xe trả góp xong rồi đi làm cớ mắc cái giấy giả đúng tên đúng chủ đúng số seri hết luôn, đưa vô phòng công chứng không kiểm tra là công chứng bình thường, rút hồ sơ là vô công an nó giữ lại là rồi thôi, rồi lựa mơi luôn, chết ngắt luôn. Còn như bên Tâm bán là bao hết về mặt pháp lý giấy tờ là bên Tâm bao, hoặc là có thể hỗ trợ sang tên cho khách hàng luôn đó. Còn hồ sơ là chiếc nào cũng rút hết, tại xe hơi chứ không phải như xe máy. Xe hơi là một cái tài sản lớn nên bà con mua tới đâu là sang tên tới đó, nên hầu như là bán 50 chiếc là rút đủ 50 chiếc. Về mặt pháp lý giấy tờ là bên Tâm lo hết, hoặc là cô chú anh chị mua nhầm ngay cái xe đang còn trả góp ngân hàng, một là người ta làm giấy giả là người ta bán cho mình, còn hai nữa giấy thật rồi trả hết nợ rồi nhưng mà vẫn còn vướng cái giấy giải chấp thì cô chú anh chị biết kêu ai đó. Nó có nhiều cái nỗi khổ và nhiều cái nỗi lo khi mà mua xe từ trong dân. Được con cái là xe nó mọc nhưng mà có nhiều cái nỗi lo mà không có ai đứng ra để gỡ cái gút mắt và cái khó khăn đó cho mình. Bởi vậy nên cô chú anh chị cứ đặt trọn niềm tin vô một cái thương hiệu nào đó, một cái nơi nào đó bán thật sự uy tín và có đủ một cái có nghĩa là tài chính nè, rồi uy tín nè, rồi trách nhiệm nè, hãy đến đó mà chọn mua sản phẩm của họ. Không phải nhất thiết là mua của Tâm hoặc là mua bất cứ một cái cơ sở nào, cô chú anh chị cũng phải nhấn mạnh là cam kết bằng văn bản rõ ràng nét đó, và phải coi cái văn bản nó có hiệu lực hay không, và coi cái địa phương nào, đơn vị nào làm văn bản đó. Cô chú anh chị cứ cẩn thận về vấn đề hồ sơ giấy tờ nha. Còn nếu có gì không hiểu thì cứ alo Tâm, Tâm biết gì thì Tâm nói nó, Tâm sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị. Còn nếu mua bên Tâm á, thì Tâm sẽ bao hết những cái mặt pháp lý giấy tờ, chất lượng sản phẩm, đầu vô và đầu ra, bao quay đầu, bao chất lượng sản phẩm và bảo hành động cơ, và bảo hành xe là 6 tháng đến 1 năm hoặc là 10.000 km. Cô chú anh chị hãy đặt trọn niềm tin vô salon ô tô Duy Tâm em nha. Không phải lo ngại, có nghĩa là bên Tâm mua sản phẩm về xong bán kiếm lời vài triệu, mười mấy triệu, 20 triệu ví dụ vậy. Nhưng mà cái trách nhiệm bên đây nó nặng nề lắm. Thì cô chú anh chị cũng biết rồi ha, mua một cái sản phẩm mà có người đứng ra chịu trách nhiệm và bảo lãnh thì mình hết sức là yên tâm khi mình mua. Đó là một cái điều mà Tâm muốn chia sẻ trong cái ngành nghề mua và bán xe ô tô. Thì Tâm cũng chốt đơn ở đây và xin kết thúc video là con xe Vios E 7 túi khí an toàn, bản đủ, số sàn 2018, đăng ký 2019, gốc thành phố Hồ Chí Minh từ nào vậy luôn, màu ghi vàng, bao rin từ A tới Z là 385 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vận chuyển nha cô chú anh chị nha. Tâm xin kết thúc video đây và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ.